Dài quá. Đây là cách nhỏ lông con của anh. Lông vịt có lông con của anh đúng không? Nếu mà anh không nói là đây là cách nhổ lông của anh, con của anh, thì em sẽ đọc về vấn đề khác. Nó có chữ vịt trên đó. Thank you.
vô đi, khỏi xong quá. Nhà có vịt, có rau muống sẵn, mua hủ trao nữa về quốc vịt nấu trao. Không phải mình cũng nhỏ đâu. Gà nè.